sau khi mà cái tài khoản copy hoa tiêu như này đúng không ạ, thì được 8 đô thì ở tài khoản gấp 10 lần nên là được 80 đô, gấp 100 lần là 8.000 đô. Thì một số các tài khoản hoa tiêu sẽ được vận hành, và hôm nay tôi sẽ nói về cái quản trị rủi ro trong GX. Về cơ bản đúng không ạ, là các nhân viên sẽ giải thích cho quý khách hàng là cái bộ phận quản trị rủi ro, quản trị rủi ro .com.vn nó khác hoàn toàn với cái việc là copy chain một cách bình thường. Cái bộ giao dịch của nó đúng không ạ, bộ giao dịch của nó sẽ đưa ra, ví dụ ở đây là tài khoản 10.000 là sẽ có 120 đồng, và nó rất an toàn để sao cho cái việc mà theo copy theo đúng không ạ, là đảm bảo các yếu tố lợi nhuận 30-40% một tháng đó. Các tài khoản 1.000 lãi 400 đúng không ạ, ví dụ như vậy. Thì đảm bảo được cái vấn yếu tố này ấy, thì không phải riêng gì vận hành tài khoản to nó khó, nhưng tài khoản nhỏ là bắt buộc phải có những cái kỷ luật đúng không ạ. Và có được cái kỷ luật này thì không phải chuyện đơn giản để mà chúng ta vận hành nó, mà phải có một cái quy luật, đó là quản trị rủi ro. Không chỉ là điểm vào, điểm vào thì gần như là ai cũng có thể là gì ạ, là đưa ra. Những cái người mà phân tích kỹ thuật lâu năm hay là những người phân tích kỹ thuật mới thì đều học Ichimoku hay Bollinger Band, hay là những cái cái thông tin về giao dịch thì ADX, RSI, Bollinger Band đúng không ạ, chỉ là một trong những công cụ chúng ta học lại. Tôi học cách đây 10 năm thì các bạn bây giờ cũng học như thế. Thị trường nó chỉ có hai chiều đúng không ạ, chúng ta không đánh giá cái việc mà nó lên hay nó xuống, nó chỉ có hai chiều. Thì bạn vào buy bây giờ mà nó lên thì bạn cũng thắng, mà tôi vào sell bây giờ nó xuống thì tôi cũng thắng, và tôi ngược hướng nếu trong trường hợp nó lên. Nó giống nhau, nhưng cái kinh nghiệm để phát triển thì nó phụ thuộc vào cái việc quản trị rủi ro. Thì tôi thiên về cái vấn đề quản trị rủi ro nhiều hơn. Thì vận hành ba cái tín hiệu này, ngoài ra còn ba tín hiệu nữa đó, để phân tích và quản trị rủi ro cho các quý khách hàng chọn copy trade. Và trước đây thì tôi làm là tài khoản master, là tài khoản lớn để cho các cái tài khoản lưu diêu họ theo. Nhưng bây giờ thực chất là không làm được như vậy, vì chúng ta phải có những cái tài khoản master là những tài khoản nhỏ nó phù hợp. Ví dụ như là đây là các ba cái tài khoản master 1.000 đúng không ạ, đánh lên 1.500 và 1.000 và 1.500. Nhưng bây giờ đã đánh lên thì tổng cái lượng này đúng không ạ, chúng ta đã nhìn thấy để chúng ta có được cái phân bổ. Thì mỗi một trạm, mỗi một cái phòng quản trị rủi ro và trade thì sẽ vận hành những cái tín hiệu này. Vậy thì những cái tín hiệu này sẽ giúp cho các cái nhà đầu tư thấy được là gì ạ, cái sự an toàn của việc làm giá cũng như là giao dịch với khối lượng 0.01 để nhân 10 lên, hay là nhân 20, hay là nhân 3, hay nhân 5, tùy theo cái lượng vốn mà to hơn cái tài khoản master. Tránh vì thế, tránh cái trường hợp tài khoản master quá to khiến cho các tài khoản hoặc các tài khoản copier nhỏ quá, cho nên là cái volume nó không lãi được bao nhiêu. Tuy nhiên tài khoản 500 đô mà lãi tầm 37 đô đúng không ạ, thì cũng có khả năng là rất là tuyệt vời. Ví dụ như này, nếu trong trường hợp 500 đô mà lãi 50 đô là 10% một ngày rồi, như này là rơi vào khoảng độ 7% rồi. 7% một ngày mà trong đó yêu cầu nó chỉ rơi vào khoảng 1% một ngày đúng không ạ, các mô hình khác 1-2% một ngày. Do vậy vận hành cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro nhiều hơn là vấn đề buy sell. Buy sell thì là phân tích kỹ thuật và đưa ra các cái điểm hòa vốn và các cái điểm đưa ra các cái cách để chúng ta vận hành. Nhưng tôi thiên về cái vấn đề quản trị rủi ro thì chúng ta vào cái quản trị rủi ro.com .vn để đưa ra các cái mô hình để quản trị rủi ro. Thì cái bài viết đưa ra là GFX có bao giờ bỏ trứng hết vào một giỏ hay không, cũng như là đưa ra các cái tín hiệu để quản trị rủi ro. Đa dạng hóa nền tảng hoa tiêu không chỉ có một lựa chọn mà cho khách hàng đấu vào rất nhiều cái lựa chọn khác, nhưng có một cái an toàn đó là no loss của gói số 1, đó là vận hành cái no loss system dựa vào cái hedging, vừa quản trị bằng cách là chia hai tài khoản A và B. A sell thì B buy, hedging lại để trong trường hợp lỗ là chúng ta được đảm bảo bởi một cái tài khoản kia nó ngược lại là lãi, bởi vì nó chỉ có hai chiều.
Nhưng cái kỹ thuật để hedging ấy, thì nó có rất nhiều kỹ thuật. Chúng ta vào Google có thể search được cái kỹ thuật hedging. Thì điểm vào và điểm phá vỡ để giúp cho stop loss bao giờ cũng nhỏ hơn take profit, thì cái điểm hedging này thì đã làm rất là an toàn rồi. Thứ hai nữa, phân bổ nhóm, 6 nhóm hoa tiêu có trade để nhằm phân bổ rủi ro, tức là điều mà thị trường basket chạy giá của mỗi cổ phiếu hay thị trường vàng hay forex đều có hai ngã rẽ lên và xuống, lên mạnh và xuống mạnh, lên nhẹ xong rồi xuống mạnh, hoặc lên mạnh xong rồi xuống ít rồi lên tiếp, đúng không ạ? Đó, đây là những cái kịch bản. Do vậy có sự điều chỉnh về một chiều, từ đó phân bổ 6 hoa tiêu với sự đan xen hai chiều và tính toán được các cái xác suất vào lệnh mà đấu cái tài khoản copy của khách hàng, gọi là copier ấy, vào cái tài khoản nào, không tập trung tất cả các khách hàng vào một tài khoản mà chỉ mua hoặc là bán, hoặc là đấu vào một tài khoản ở các trạng thái khác nhau để tránh trường hợp dẫn đến chết chùm. Môi trường an toàn trong tài khoản đó là phân bổ vùng buy sell và vùng cản, đúng không? Đã gọi là vùng cản là chạm đấy thì nó sẽ bị bật lên hoặc bật xuống, hoặc chạm cái đấy mà phá vỡ thì nó sẽ lên tiếp hoặc xuống tiếp. Đấy, do vậy là phân bổ buy sell vùng cản, đây là cái yếu tố quan trọng. Kiểu gì nó cũng có điểm hồi nếu mà trong trường hợp như vậy, thì phân biệt vùng cản này thì các trader sẽ phải có kinh nghiệm và họ đoán được các vùng cản rất là mạnh, cản cứng, cản mềm. Nếu mà cản cứng thì chạm cái nó bật lên luôn, hoặc chạm cái nó xuống. Thế do vậy là phân bổ vùng cản này, do vậy buy cũng được mà sell cũng được, do vậy là nó phân bổ cái khối lượng để cho chạm vùng cản. Do vậy không thể cháy tài khoản được. Điểm vào lệnh chính là tính điểm hồi của giá. Đấy, cái này rất là hay. Do vậy là gì ạ? GFX sau khi phân tích đưa ra các giải pháp copy trade thì các khách hàng có thể đưa ra các giải pháp có thể ok nhất về vấn đề quản trị. Ngược hướng vào điểm hồi thì có những người mà người ta nói chuyện, người ta bảo là tại sao lên thì bên GFX toàn bán ra thôi. Cái bình thường lên là phải mua vào, đúng không ạ? Những cái điểm phá vỡ đấy nó rất quan trọng để mà phân biệt được. Vừa lên mà mua vào mà nó tụt xuống thì hỏng hẳn. Do vậy là cái điểm ngược hướng thì nó tính được cái điểm hồi của giá nhé. Chứ không phải là cái việc là đang lên là cứ mua thì nó sẽ ăn đâu, không phải. Chẳng có gì lên mãi cả, lên nó sẽ hồi. Do vậy là điểm ngược hướng. Vậy quản trị rủi ro là tài khoản chính là biện pháp SL, đóng hedging cho những mục tiêu xa hơn. Tài khoản nhỏ có mốc tâm lý khác xa với mốc tâm lý của một tài khoản 100.000 đô. Điểm vào là cân đối khối lượng để ít nhất là có thể lợi thế no loss. Đấy, thì nói về cái vấn đề volume 0.01 cho một cái tài khoản nhỏ thì cái tài khoản lớn hơn nó sẽ copy ở đấy. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu qua được cái vấn đề quản trị rủi ro. Các nhân viên quản trị rủi ro của chúng tôi sẽ phải thuộc nằm lòng một cái điều kiện. Ví dụ như cô Hoa, cô sẽ phải biết là chúng tôi luôn được dạy rằng là còn tiền sẽ làm lại được, không được để mất tiền, nhưng nếu SL cần thiết thì phải nên làm sớm, đúng không ạ? Ngoài cái việc này chúng ta phải biết quản trị rủi ro như vậy. Ông Thịnh copier thì chẳng có gì là an toàn tuyệt đối cả, nhưng chúng tôi thấy việc quản trị rủi ro của GFX là hoàn toàn hợp lý. Chẳng có một cái đầu tư gì là gọi 100% cả, do vậy là nhưng cái vấn đề phải phân bổ và quản trị rủi ro. Thế do vậy tôi nói rằng là cái việc mà phát triển cái kênh copier, copy trade này không chỉ đơn giản đó là các câu chuyện về giao dịch, về đánh đấm đâu, mà thực chất nó là câu chuyện về rủi ro, câu chuyện về quản trị rủi ro. Đó chính là cái cách mà chúng ta nghiên cứu. Mọi người có thể đăng ký vào nguyễnquanghoc.vn copy trade nhé, để tìm hiểu thêm và đăng ký copy trade là chết chùm hay là ăn cả làng. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ có cái nhìn cách khách quan nhất về các cái chiến dịch copy trade cùng với team GFX. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.